Đây mình tới rồi. Mình tới nơi để bảo trì rồi đó cả nhà. Đây là hãng Toyota. Mình mua xe nơi đây và đi bảo trì nơi đây. Đó, bắt đầu mình đem xe vào. Đó, đây là chỗ mà nhân viên làm việc bảo trì xe đó. Đó, có một nhân viên đang đi đến. Họ đến để lấy thông tin ngày giờ mình lấy hẹn. À, cả nhà xong xuôi rồi cái mình phải chờ. Chờ khoảng 15 20 phút. Rồi mới họ đem xe vào. Họ kiểm tra cho mình. Cái lực mua xe ở Mỹ á, là khi mà mình chạy được 5.000 mai thì mình đem đến họ bảo trì. Còn nếu mình xe mình đi không đến 5.000 mai thì đúng là 6 tháng là phải đến cho họ kiểm tra. Coi như là bảo trì là không có tính tiền khoảng 2 năm. Đó là họ sẽ kiểm tra cho mình đi để an toàn. Như ngày hôm nay á, họ kiểm tra cho mình á, gồm có 3 bước. Một á, là họ chuyển bánh xe cho mình, hai bánh trước ra hai bánh sau. Hai á, là họ kiểm tra lại cái hệ thống, toàn bộ hệ thống điện hết. Rồi ba là họ kiểm tra về cái độ cân bằng của bánh. Đó, hôm nay là ngày đầu tiên mình đi bảo trì là chỉ có bao nhiêu thôi. Đó, khi mà tới số thứ tự mình, nhân viên sẽ gọi mình vào văn phòng để làm việc. Rồi xong xuôi họ chạy xe ra mé sau để mà kiểm tra cho mình. Bây giờ thời gian mình để chờ đợi kiểm tra đó. À, mình đi ra giới thiệu cho cả nhà xem mà nơi đây nha. Rất là rộng lớn. Nơi mà xe Toyota là một cái điểm rất là lớn ở Phi Minh đó cả nhà. Rồi mình xin giới thiệu cả nhà đó. Đây là xung quanh đó, phía trước của hãng Toyota. Nó mé bên đó là hàng xe cũ đó cả nhà. Xe người ta đi khoảng vài tháng hoặc một năm gì đó. Cái ta muốn đổi cái model xe mới, người ta đem ra bán. Xe vẫn còn mới. Đời năm 22, 21, 19, 17 cũng có hết. Nó còn mé hướng bên kia là xe mới. Bây giờ cả nhà đi tham quan xe cũ nha. Đó. Xe cũ người ta đã chạy vài tháng, người ta không thích nữa, ta muốn đi đổi lại xe khác, người ta đem đến hãng này luôn. Rồi nơi mình mua đâu thì đem lại nơi đó mình bán lại. Rồi mời cả nhà tham quan xe nha. Đây là xe cũ, xe đã chạy rồi, họ đem bán lại. Mà cái giá để trên xe như vậy không phải là mình ra ngoài là giá giá này đâu. Vô còn tính thuế nữa. Xe mới thì mình mua hôm trước là thuế 11%. Rồi còn lãi suất ngân hàng nữa. Đó, đây là mặt trước của Toyota. Toyota nó có cái ba không gian rất là rộng lớn. Là bây giờ là giải bên đây là xe mới không á cả nhà. Xe này là xe nửa điện nửa xăng Camry á, 39.000 mấy trăm. Bây giờ là xe nó giá nó hình như xuống hơn lúc thời điểm mình mua. Mình mua hồi tháng 11 năm rồi, giá rất là cao, lúc đó xe phải đặt mới có. Nó cả nhà nhìn xem, khoảng trống ở xa xa rất là dài rộng lớn, lúc trước mình mua xe đầu tiên á đầy hết trơn luôn á, mà sau Covid đó mà bây giờ trống vắng như vậy đó. Mấy con đường trước của Toyota này cả nhà, mé đối diện Toyota là có nhiều hãng xe mới lắm.
Phần lý do làm sao mình thích ở đây không? Ngày đầu tiên mình khi mình đến Mỹ á, hai vợ chồng mình nó làm trên hãng trên này nè, cho nên là cũng nhiều kỷ niệm, nên lên đây đi mua xe luôn để làm kỷ niệm ngày mình đặt chân đến Mỹ, mình đi làm việc ở nơi đây. Rồi bây giờ mình mời cả nhà tham quan cái khu bên trong, chờ đợi khách hàng đem xe đến bảo trì á, vô đây ngồi chờ đợi. Có bán đầy đủ dụng cụ xe, rồi có nước uống. Nó không gian chờ đợi cũng mát mẻ, rộng lớn. Nó có một số người đang chờ xe á. Có máy pha cà phê để mình đi tham quan một vòng rồi mình lại đến pha cà phê, mời cả nhà dùng nha. Hôm nay cả nhà dành thời gian với mình để đi tham quan nha cả nhà. Mình rất vui được cả nhà xem ủng hộ. Nè, đây là cái khu cho trẻ em. Khi mà đi với gia đình có trẻ em á, cho ngồi đây đây để mà có đồ chơi của trẻ em á. Nè cả nhà, đây là cái chỗ để pha cà phê nè, có đầy đủ hết bột kem đường. Rồi bắt đầu mình qua mình pha cà phê nha cả nhà. Đúng rồi. Ngoài sân cái máy lên tôi đi. Rất là tiện lợi, nó có nhiều loại chocolate hoặc là cà phê, nó rất là nhiều loại cho mình chọn. Mình đến đây mình thích uống cà phê thì vị cà phê gói ở đây rất là ngon. Rồi mình thích uống đường, mình không có thích bột kem. Dùng đường. Rồi mời cả nhà cùng thưởng thức với mình nha. Rồi bắt đầu bây giờ mình ra mình nhận xe để đi về. Đó, họ làm xong rồi họ đem ra ngoài, rồi mình mới chở vô mình làm giấy tờ, rồi họ giao xe cho mình. Đây là bảng số xe thứ tự mà khi họ nhận cho làm cho mình á. Rồi bắt đầu mình về, mình mời cả nhà cùng tham quan với mình đoạn đường về nha. Bởi vì khi đi là khác, khi về là đoạn đường khác. Cho nên mình mời cả nhà cùng với mình nó đi tham quan mà đoạn đường từ đây về tới nhà. Có nhiều quang cảnh đẹp trên đường cao tốc. Như mùa này là cây xanh nó mát mẻ, rồi những cái núi á, nó mình đi chạy rất là gần chân núi. Cho nên muốn mời cả nhà xem cái đoạn đường về. Để cả nhà cùng tham quan nha cả nhà.
Cả nhà ơi, bây giờ mình ghé chợ một chút cho nên mình xin kết thúc video nơi đây. Mình xin chào tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, an lành mỗi ngày. Xem video mình thấy vui, hay, ủng hộ mình like, đăng ký, subscribe, làm động viên cho mình có video sau nha. Bye, chào, tạm biệt.